Xin chào các bạn đã đến với kênh dạy nhạc online của Nguyễn Quang. Và hôm nay thì tôi sẽ nói về cái phần hợp âm và hòa âm. Thì cái phần này thì rất là nhiều người làm lầm tưởng về nó. Người ta thì cứ tưởng là hòa âm và hợp âm là một, hoặc là người ta nhầm hòa âm là cái này, hòa âm là cái kia, hay hợp âm là cái này, hợp âm là cái kia. Thì hôm nay thì tôi xin nói về cái này, cũng một số cái phần như sau tôi đã tổng hợp lại rồi. Thì hợp âm và hòa âm thì là hai cái khái niệm quan trọng trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng mà chúng lại có những cái đặc điểm khác nhau về tính chất nhé. Thì thứ nhất là tôi nói về định nghĩa của nó. Hợp âm là sự kết hợp của ít nhất 3 nốt nhạc được chơi cùng nhau để tạo ra âm nhạc hài hòa. Đấy là định nghĩa của nó. Chúng ta nhớ nhé, định nghĩa cái hợp âm là ít nhất là sự kết hợp của 3 nốt nhạc trở lên, ví dụ 4, 5, 6, 7, 9, 10 đấy, và chơi cùng nhau thì nó gọi là hợp âm. Còn hòa âm, hòa âm là một quá trình sắp xếp các nốt nhạc trong một hợp âm sao cho chúng tạo ra âm thanh mềm mại, hài hòa và đẹp mắt. À, ở cái đoạn này thì nó khác nhau rồi, đúng không? Hợp âm là một cái thằng mà 3 nốt nhạc trở lên chơi cùng nhau thì nó gọi là một hợp âm. Còn thằng hòa âm là làm thế nào, ví dụ nó sắp xếp cái đống đấy đó, nó thành một trật tự. Hợp âm ví dụ nó xếp là đồ mi son, đấy là hợp âm đô trưởng. Nhưng mà thằng hòa âm thì nó lại xếp là mi son đô, hay là son son đô mi, hay là mi đô son, miễn là nó xếp làm sao để cho cái âm nhạc đấy nó hài hòa, nó hài hòa với cái những cái đặc điểm khác, những cái bài khác, hoặc là những cái hợp âm khác nó đi cùng nhau thì gọi là hòa âm. Thế thì cái thằng hợp âm nó là cái thằng xây dựng, đúng không? Xây dựng lên một cái khung. Còn thằng hòa âm là cái thằng là sắp xếp các thứ tự của các cái trật tự trong cái khung đó. Ví dụ là thằng hợp âm thì nó là một cái căn nhà, trong đó nó có bàn ghế và tủ đồ cơ bản chẳng hạn. Thì thằng hòa âm nó sẽ là cái thằng sắp xếp cái căn nhà đấy làm sao cho nó ngắn gọn, gọn gàng và ngăn nắp. Ví dụ tủ nó để chỗ này đấy, chăn màn gối đệm nó để chỗ kia, giường nó để chỗ này. Đấy là cái thằng hòa âm nhé. Mục đích của nó như thế, chúng ta dễ hiểu, chúng ta hình dung ra cuộc sống như thế nó mới dễ hiểu được. Đó, hòa âm là cái thằng sắp xếp để nhà gọn gàng. Còn cái thằng hợp âm ấy nó chỉ là một cái cấu tạo thành một ngôi nhà, trong đó là ngôi nhà cơ bản là có tủ, có chăn bàn, có ga gối đệm đấy. Còn thằng hòa âm là thằng nó sẽ sắp xếp là cái tủ lạnh nó nằm chỗ này chỗ này đấy, như kiểu một nhà phong thủy ấy nhá. Thì cái mục đích của nó, hợp âm thì được sử dụng để xây dựng cấu trúc âm nhạc đấy, để xây dựng cấu trúc âm nhạc, tạo lên cảm giác đầy đủ và phong phú cho bản nhạc đó. Có nghĩa là nó xây thằng hợp âm đấy, trong cái mục đích thì nó là thằng xây thôi, xây nhà, xây biệt thự đấy, xây các loại. Còn thằng hòa âm là giúp tạo ra không gian âm nhạc đẹp mắt, tạo cảm xúc và tạo ra sự hài hòa trong âm nhạc đó. Có nghĩa là một thằng là thằng chủ thầu xây dựng chẳng hạn, một thằng là thằng thiết kế âm đấy, một thằng thiết kế nội thất, chúng ta cứ hiểu nó ra như thế đó. Cái thằng hợp âm này nó sẽ là những viên gạch để nó xây lên những ngôi nhà, những biệt thự, những cái. Còn thằng hòa âm này nó giúp cho cái ngôi nhà nó có không gian, ví dụ nó có công viên xung quanh, nó có cây cỏ, rồi nó ở trong nhà nó có cái gì thì đấy, thằng đấy thằng thiết kế, chúng ta hình dung chưa đấy. Một thằng thì thằng xây lên và một thằng thằng làm đẹp. Thế thì các bạn đặt ra một câu hỏi là nếu mà không có thằng hòa âm thì có làm sao không, đúng không? Nếu không hòa âm chả sao cả, thì nó vẫn là ngôi nhà thì chúng ta vẫn ở được, nó giống như cái hang này chúng ta chui vẫn được mà. Nhưng có thằng hòa âm thì nó sẽ làm đẹp hơn. Nếu chúng ta không biết vào hòa âm thì không sao. Và đa số chúng ta thường là chúng ta học về hợp âm nhiều. Những cái bạn đánh cơ bản thì chúng ta cứ lấy hợp âm trên mạng và chúng ta đánh thôi, chẳng có sắp xếp gì. Và tôi cũng hay dạy như thế. Vì chúng ta học chuyên sâu thì chúng ta phải có người hướng dẫn. Và bình thường thì chúng ta cứ đánh như trên mạng nó viết như nào chúng ta đánh như thế thì nó chả sao cả, đúng không? Nó vẫn được mà, nó đâu có không được đâu. Nó chỉ có chưa đẹp mấy thôi. Tóm lại là vẫn dùng được. Như một ngôi nhà không đẹp vẫn ở được, còn hơn là không có. Không có nhà cứ mong là cái nhà nó phải đẹp lừ, nhưng cần cái chuồng chim là ở rồi, giống đánh đạn đấy, không biết đánh nhưng mà cứ phải hương tôi phải đánh giống ông kia. Các bạn tưởng tượng không? Các bạn tưởng tượng là các bạn không biết đánh đàn đấy, các bạn học, các bạn phải tối phải muốn giống như kiểu Yuma với Moza, khác gì các bạn đang không có công an việc làm, đang không có tiền, các bạn cứ mong muốn là tôi phải có cái nhà như kiểu cái nhà trắng của Mỹ với đấy, ước mơ nó xa vời. Thà ước mơ cái gì mà mình làm được ấy, đúng không? Không có nhà, ước mơ làm cái lều ở cũng được. Thế thì học đạn thế, không biết đánh làm sao, ước mơ đánh được là được.
đánh được rồi bắt đầu nó mới cố gắng từng bước một, chứ các bạn là cái đột phát rồi đến học tôi cứ phải thích đánh phải giống ông này giống bạn kia, chúng nó tập hàng chục năm mình đánh không sao được nhá. Đấy là một cái chúng ta hiểu về nó. Thì cái quy trình của nó ấy, hợp âm là sự kết hợp của các nốt nhạc để tạo ra một âm thanh hoàn chỉnh. Hợp âm ấy, là sự kết hợp các nốt nhạc thôi. Thì nó giống, tôi nói ví dụ nó giống xây nhà ấy, nó là kết hợp của các viên gạch thôi. Ví dụ ở đây thì nó quy định là 3 viên gạch trở lên là thành một cái nhà chẳng hạn. Đây nó 3 quy định, 3 viên gạch trở lên thì nó thành một cái hợp âm nhá. Hòa âm thì liên quan đến cách sắp xếp các nốt nhạc trong hợp âm để tạo ra các cảm giác mềm mại và hài hòa. Đấy thì thằng hợp, các bạn nghe định nghĩa các bạn đã biết rồi đấy. Thì thằng hòa âm nó thế. Hòa âm thì làm sao mà nó sắp xếp, ví dụ gạch thì đang người ta xây ngang thì thằng hợp, thằng hòa âm thì nó bảo nó phải xây dọc hoặc là dựng chéo nên nó mới đẹp. Đấy. Thì thằng hòa âm thế, còn thằng xây, thằng hợp âm thì nó là thằng xây dựng thôi, nó cứ gạch vào nó chồng lên là nó thành ngôi nhà. Còn thằng hòa âm thì nó bảo không được, phải dùng chéo. Đấy, hoặc là chặt đôi viên gạch đi ra. Đấy, nó kiểu kiểu như thế. Thì ứng dụng trong cuộc sống nhá. Thì trong cuộc sống thì hòa âm và hợp âm nhá. Thì cái thằng hợp âm ấy thường được sử dụng trong việc chơi nhạc cụ, viết nhạc cụ và biểu diễn nhạc cụ. Đó. Chơi nhạc cụ và biểu diễn nhạc cụ nhá. Thì cái chơi nhạc cụ là gì? Chúng ta thường thường chúng ta lấy hợp âm trên mạng về đấy, là cái cách chúng ta chơi nhạc cụ. Hoặc là viết nhạc. Viết nhạc thì chúng ta viết một số cái hợp âm vào đấy, biểu diễn cái đấy là chúng ta thử biết rồi, đúng không? Còn hòa âm thì quan trọng trong việc soạn nhạc, sản xuất âm nhạc. Sản xuất âm nhạc là cái bọn production, là cái bọn hòa phối khí như tôi đang làm chẳng hạn đấy. Đấy, là sản xuất âm nhạc đấy. Thì ví dụ là nó ứng dụng như nào? Cái thằng hợp âm thì nó, ví dụ nó viết cho cái bài này đô trưởng đến la thứ đến pha trưởng thôi, nó viết thế thôi, còn muốn đánh kiểu gì đấy. Còn thằng hòa âm thì nó phải sắp xếp, ví dụ như là đồ mi son. À, cái thằng guitar đánh đồ mi son rồi thì thằng piano phải đánh cái gì, mi son do chẳng hạn, hay đánh cái gì, đúng không? Thằng guitar bass phải đánh cái nốt gì. Đấy là cái cách sắp xếp của hòa âm thì nó rất là quan trọng. Thì tóm lại nhé, hợp âm và hòa âm đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tác và biểu diễn âm nhạc, mang lại sự phong phú và hài hòa cho ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay. Nếu các bạn thấy những clip như này có giá trị đối với các bạn thì các bạn nhớ comment bên dưới để tôi biết được, tôi sẽ làm thêm những clip để cho các bạn hiểu hơn về âm nhạc nhé. Cảm ơn các bạn đã có theo dõi. Xin chào các bạn.